Lời đầu tiên thì Quang Thành xin chúc quý khách hàng có lời chúc sức khỏe và đầu tư Hồng Phát. Chúc anh chị luôn luôn may mắn trong cái công việc đầu tư đất đai. Và sắp tới Quang Thành sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất là đẹp, đường xá rất là thông và kho xưởng rất là nhiều, phòng trọ ở đây cũng là nhiều luôn. Thì Thành đứng trước đây, qua đây là cách quốc lộ N2 400m thì sẽ ra trục đường chính đó. Thì đường này thì cũng là 4m, à không, ngang 5m. Thì xe ô tô thì nó là 2 chiếc 4 chỗ lấy nhau là bình thường. Thì đây Thành giới thiệu cho quý vị các anh chị xem cái lô đất mà Thành giới thiệu nha. Dạ vâng, đứng trước đây là Thành, đây là cái lô đất Thành đang đứng trước ở đây thì nó là 5m, dài 38, san lấp rất là bằng phẳng, rất là đẹp rồi. Đó, thì giá nó rất là mềm so với cái khu ở đây thì nó là nằm ở mức giá là 1 tỷ 400. Thì cái này thì thương lượng nhẹ nhẹ cho các anh chị để đầu tư. Đó, thì ở bên này là đường xá ngã ba, thông rất là nhiều hướng luôn. Mời các anh chị đi tham quan một tí xíu. Cái trục đường này thì nó cũng ra quốc lộ N2 luôn các anh chị nhá. Đường là ô tô này. Trước mặt mình là phòng trọ này. Trước mặt phòng trọ là bên hông phòng trọ luôn. Đường thông rất là nhiều nơi. Quý anh chị xem thấy đường thông rất là đẹp phải không ạ? Thì cái hướng lô đất của mình đây là hướng nam. Rồi đất mình hướng nam quý anh chị nha. Thì Thành vừa rồi Thành có giới thiệu cho các anh chị lô đất là tình trạng nó như thế, hướng nam 5m, dài 38 và cách đưa trục lộ đường chính N2 400m. Trường học cấp 2, cấp 3 và ủy ban thì nó cách tầm 500m. Thì tiện ích xung quanh rất là nhiều. Trước mặt lô đất cũng là một lô dãy phòng trọ và bên hông cũng là dãy phòng trọ luôn. Cái đường ra ngoài quốc lộ N2 này á, thì rất là nhiều kho xưởng. Nên là tiện ích xung quanh này là không còn gì để bàn nữa rồi. Quý anh chị đầu tư thật là đúng bài luôn. Rất là đúng bài nếu mà đầu tư với cái lô đất này. Đấy. Thì lời nữa thì trước khi kết thúc cái video thì Quang Thành xin chúc quý anh chị và quý khách có nhiều sức khỏe và đầu tư thật là hồng phát. Và sắp tới Thành sẽ ra nhiều video hơn, nhiều lô đất hơn. Đặc biệt một cái là bên Quang Thành là up video lên làm video á, thì đất chính chủ, chủ gửi, không qua ai, chưa qua ai thì Thành mới làm video để up lên cho quý anh chị biết thôi và đầu tư thôi. Nên là quý anh chị cứ yên tâm nha. Một lần nữa thì Quang Thành xin chào các quý khách hàng.